Trời, từ từ đã, con mệt quá à. Không được, cố lên đi con. Nơi này nguy hiểm lắm, chúng ta phải đi qua nơi này gấp. Và lại mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta phải về hang ổ của mình kịp lúc. Anh ơi, hay là chúng ta nghỉ ngơi đi, đi kiếm thức ăn từ sáng giờ, con nó cũng mệt lắm rồi đó. Đúng đó cha, dừng lại một tí đi, để con thở rồi uống một miếng nước. Trời đất ơi, cha làm gì mà gấp gáp dữ vậy? Con đi toilet mà còn chưa chùi mông nữa, mà cha đã bắt cắt tóc phải quay về nhà rồi. What the hell? Thôi, ta chỉ muốn tốt cho cả nhà mà thôi. Cái gì vậy? Tiếng động như vậy? Chết tiệt, không phải rồi. Thứ đó đang tiến gần sắp bắt chúng ta kìa. Mau, mau, mau chạy đi. Hai mẹ con đi nhanh đi. Cha, cha sẽ ngăn chặn thứ này lại. Em sẽ không bỏ anh đâu. Con ơi, con chạy đi. Cha mẹ ơi, con không biết đi đâu cả. Con sẽ cùng cha mẹ chống lại nó. Chết tiệt, chúng ta đã kinh động tới một con rồi. Lát nữa bầy đàn của nó sẽ kéo tới đây, chắc chắn chúng ta sẽ chết hết đâu. Con ơi, đi đi, cô giữ mạng sống của mình, đi đâu cũng được. Con biết rồi, con biết rồi. Trời ơi, mẹ ơi, con sẽ mãi mãi nhớ về hai người. Đi đâu đây, mình biết đi đâu đây. Hả, thứ gì đây, đẹp quá, lấp lánh quá, lúc ẩn lúc hiện. Đúng rồi, hay là mình lấy nó mặc lên người của mình để trốn tránh lũ kẻ thù săn thịt kia. Được rồi, được rồi, hay lắm. Vậy thì mình sẽ lấy nó phủ khắp lên người của mình để ẩn nấp mới được. Thành công rồi, thành công rồi, mình biến thành một con rắn tàn hình rồi, tuyệt vời quá. Còn mạnh nữa chứ, lớp da này còn giúp mình lớn hơn, còn có khả năng giúp mình phun ra độc nữa. Quá hay, quá đã. Được rồi, cắt tóc bỏ trốn thôi. Ai đó, có phải là cậu không? Rắn tàn hình. Không thể nào. Sao lão rùa này có thể thấy mình được chứ? Đúng rồi, là cậu rồi. Tôi chờ cậu suốt mấy ngày hôm nay, cuối cùng cậu đã tới. Tôi không hề nhìn thấy cậu ở đâu, tôi chỉ nghe tiếng động mà thôi. Cái gì chứ? Ông biết tôi à? Rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà. Tôi chưa hề dê con gái của ông hay là làm gì bậy bạ với vợ của ông. Sao ông biết tôi? À đâu. Cậu đừng sợ, tôi là một loài rùa tiên tri, tôi có khả năng đoán trước. Mấy ngày hôm trước, vùng đất yên bình của tôi đã bị lũ sói cá sấu tấn công. Bọn chúng hung tợn, quái dị, giết sạch rất nhiều thành viên rùa của tôi. Tôi dự đoán tương lai sẽ có một anh hùng rắn tàn hình tới đây giúp đỡ chúng tôi. Tôi đứng ở đây đợi cậu rất nhiều ngày rồi. Thì ra là như vậy. Thôi được rồi, để tôi sử dụng lớp da tàn hình của mình tới đó giết chết lũ sói cá sấu kia, lấy lại vùng đất bình yên này cho ông. Đằng kia, bọn chúng kia, mình sẽ ra tay cắn sạch bọn chúng. Tụi bay, mau chia ra đi, coi còn cái trứng rùa nào hay không, chúng ta đem về làm trứng hộp vịt lộn ăn cho nó đã. Mẹ kiếp, cái gì cắn tao vậy? Đau quá. Chết đi, lũ quái dị xấu xa này, các ngươi thật độc ác. Loài rùa là loài hiền lành, mà các ngươi tới đây xâm chiếm lãnh thổ của họ, còn ăn trứng giết chết con của họ nữa. Ta cũng có cha mẹ ta đã hy sinh về ta. Ta không thể nào chứng kiến cảnh đau lòng này. Ta phải giúp họ báo thù. Hay lắm, rắn tàn hình ơi, cậu đúng là vị anh hùng mà tôi đã tiên tri. Nhanh lên, phía trước chúa tể của bọn chúng, tên đó cực kỳ mạnh, chỉ có cậu mới đánh bại được hắn thôi. Chết tiệt, kẻ nào đang làm loạn giết chết thuộc hạ của ta vậy? Mẹ kiếp, ta ngửi thấy có mùi của một con rắn. Khốn kiếp, ngửi ở đâu? Đây rồi. Mẹ kiếp, thứ quái dị này ngửi ra mình à? Chết tiệt, vậy thì ta sẽ không ẩn nấp nữa, ta sẽ hiện thân để cho ngươi chết luôn. Xuống địa ngục đi, thứ chết tiệt.
hay quá, cuối cùng cậu cũng giúp tôi lấy lại được vùng đất an bình này rồi. Cảm ơn nhiều lắm. Lão rùa, không có chi đâu, tôi thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ mà thôi. À đúng rồi, mấy năm trước tôi nhìn thấy một con rắn nham thạch, nó lột da của nó để hóa thành rồng. Nó bỏ lại bộ da nham thạch kia, tôi đem nhặt và cắt. Hôm nay cậu đã giúp tôi, là ân nhân của tôi tặng lại món da này cho cậu. À, wow, đẹp quá. Nhưng khoan, lão rùa nói gì, rắn có thể hóa thành rồng được à? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng trước đây tôi nhìn thấy nó ở con suối cách đây không xa. Sau khi nó lột bỏ lớp da nham thạch này, nó mặc vào người nó một lớp da rồng và nó biến thành một con rồng rất đẹp. Được rồi, chào cụ rùa, ông hãy sống hạnh phúc nha, tôi đi đây. Này, cậu đi đâu vậy? Hãy ở đây luôn đi. Không, tôi phải tìm được con rắn hóa rồng đó, tôi cũng muốn trở thành rồng. Chạy đi các con của mẹ. Chết tiệt, thứ gì đang làm loạn ở phía trước vậy? Hả? Là một con khủng long to lớn, người của nó mang một bộ giáp sắt hay sao? Khốn kiếp, mau dừng lại. Kẻ nào to gan dám kêu ta dừng lại thế này? Cái gì? Là một con rắn nham thạch à? Bộ người chán sống rồi hay sao? Dám đụng cái khủng long ghi ga giáp sắt ta đây, ta sẽ nghiền nát ngươi rồi nhai đầu ngươi. Chết tiệt, những sinh vật vô tội ở đây, bọn chúng cũng có mạng sống, bọn chúng sinh con, nuôi con cần khổ, tại sao ngươi lại giết chết bọn chúng rồi ăn thịt con của bọn chúng chứ? Ngươi cầm mồm cho ta. Ta căm thù những sinh vật cái và những sinh vật mới đẻ, bởi vì vợ của ta đã cắm sừng ta, bố ta lăn lộn với loài khác rồi để cho ta những đứa con không phải là của ta. Ta đã giết sạch người ta máu mẹ bị thương. Ta vô tình nhìn thấy một thiết bị bay trên trời, nó rơi xuống, ta lấy sắt thép từ nó để gắn lên người của mình. Thật không ngờ thứ đó lại giúp ta trở nên mạnh mẽ như thế này. Bây giờ ta không cần gì cả, ta chỉ cần mình trở thành chúa tể ở khu rừng này mà thôi. Cái gì? Thì ra là như vậy. Vậy ta sẽ cắn đứt những hệ thống điện để những thứ sắt thép kia không còn làm việc nữa. Chết tiệt, bị gì thế này? Hay quá, thứ đó chết rồi. Cảm ơn tráng sĩ, chúng tôi tặng cho tráng sĩ món quà này. Hả? Thứ gì thế này? Những sinh vật ở đây tặng cho ta à? Cái gì đây? Là một bộ da rồng mà. Đúng vậy, những con rồng hay xuống bờ suối này tắm, rồi lột bỏ lớp da cũ, sau đó bay lên trời. Thay thế, chúng tôi nhặt những lớp da cũ này, bây giờ ân nhân cứu chúng tôi tặng nó cho ân nhân. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn muôn loài ở bờ suối này. Thì ra là như vậy, hèn chi mà con rắn lần trước cụ rùa nhìn thấy, nó lột bỏ lớp da nham thạch, đã mặc vào lớp da rồng rồi biến thành rồng. Vậy thì mình cũng sẽ như nó. Được rồi, mặc vào thôi nào. Wow, mình biến thành rồng rồi. Mặc dù vẫn còn hơi giống rắn, nhưng không sao, mình đã thật sự trở thành một sinh vật thần thoại rồi. Hay quá. Khoan, sao mình ngửi thấy mùi rắn cái? Trời đất ơi, thơm quá, quyến rũ quá. Đúng rồi, hướng này. Mùi thơm đó phát ra từ dưới biển hay sao? Được rồi, vậy thì mình sẽ lặn xuống dưới đó. Lâu rồi mình chưa gặp lại đồng loại. Kể từ khi cha mẹ của mình chết, mình không biết một ai cả. Mình cô đơn lắm, mình cũng muốn lấy vợ, mình cũng muốn sinh con. Sao dưới biển này nhiều rắn cái thế này? Hay quá. Nhanh đi, chạy đi. Thứ quái vật khổng lồ xuất hiện, bắt chúng ta ăn thịt kìa. Lũ rắn nước kìa, lại đây, ta sẽ xé xác các ngươi. Lâu ngày rồi ta chưa ăn gì cả. Chết, thứ quái vật khốn kiếp kìa. Ta khó khăn lắm mới tìm được hang ổ của mấy em rắn cái xinh đẹp đây. Ngươi,
Ngươi đừng hòng đụng tới một sợi tóc của họ. Ta sẽ bảo vệ họ, giết chết ngươi. Mẹ kia, thứ gì đây? Một con rắn rồng à? Hồn kiếp, ngươi xen vào chuyện của ta. Vậy đừng có trách ta ăn luôn ngươi. Ta không sợ ngươi đâu. Ta đã mang vào lớp da của loài rồng. Ta đã biến thành một con rắn rồng siêu cấp rồi. Ta sẽ cho ngươi thấy được sức mạnh vĩ đại của ta là như thế nào. Mẹ kiếp, mày thật là phiền phức. Mày làm tao đau rồi đó nha. Tao khó chịu rồi đó. Không những tao làm mày đau, tao còn lấy luôn mạng của mày. Chết đi.